Dạ, con chào buổi chiều cô chú anh chị nha. Cô chú cô chú anh chị cũng như niềm vui nha. Dạ, buổi chiều hôm nay con giới thiệu với cô chú anh chị 11 giống mai nha. 11 giống mai này thì con tính là 10 giống, con tặng cho cô chú một giống nữa là 11 giống cho cô chú anh chị. Cũng như con làm một cái combo này là 10 giống mai nha. Con tặng đi cô chú một giống nữa là 11 giống nha. Thì con bán một combo này với giá là 480.000 con bao phí vận chuyển nha. Dạ, cây thứ nhất là cây cúc hoàng đế nha cô chú anh chị. Cây cúc hoàng đế thì cây này mình lấy bo được đây nè, bông rất là to nha. Cây này mình lấy bo được đây nè, bộ gốc cũng đẹp nè cô chú anh chị. Cúc hoàng đế. Dạ rồi, cây thứ hai là cây cúc quý phi nha cô chú anh chị. Cúc quý phi thì bông nó đẹp, nó khác với mấy cái loại cúc khác nha. Bông nó cánh nó nhiều mà nó bông nó nhỏ nhỏ xinh xinh nha, mà không có giống như cây bông mai, nó khác như cái bông mai mình nha. Cúc quý phi. Dạ rồi, cây tiếp theo là cây đọt xanh nha cô chú anh chị. Cây đọt xanh này là cây đọt xanh miền ngoài nè. Này mình ghép bằng mình chơi này nó ra bông chùm có mùi thơm nha. À, bông này thì nó cũng là bông mai năm cánh tròn ha, mà nó đọt nó màu xanh. Vậy rồi tiếp theo là cây cành vàng. Cây cành vàng thì nó đọt vàng nha cô chú anh chị. Còn cây kia thì đọt xanh. Đọt vàng thì bông nó thì con có quay mấy cái video cô chú anh chị thấy bông rồi đó. À, cây má ngọc cành vàng. Vậy rồi còn cây tiếp theo là cây cúc vip nha cô chú anh chị. Cúc vip còn gọi là cúc tri kỷ á. Thì cái bông nó như bông hồng vậy nghe, rất là đẹp luôn, nó lâu tàn. Dạ rồi, bữa nay nhiều giống quá. Dạ rồi, còn tiếp theo là cây cúc phượng thanh trân. Cúc phượng này là mình ghép ra từ từ nó sẽ ra một cái nồi phượng, nó làm cái chủ phượng. Cây đúng sức thì nó phượng nó tuôn xuống nhiều cô chú anh chị. Cây này mình lấy bo được rồi nè, lấy được cả 10 bo. Dạ rồi, dạ rồi tiếp theo là cây cúc siêu lớn nha cô chú anh chị. Siêu lớn thì cây này nó đặc biệt của nó là những cái nhánh tẻ của nó là nó sẽ ra nhánh luôn nha, nó rất là nhanh lớn, siêu lớn. Vậy rồi tiếp theo là cây cúc mặt trời. Cúc mặt trời cây này cũng gần có bông rồi nè, gốc này mình lấy bo được rồi nha cô chú anh chị, già hết rồi nè. Cúc mặt trời bữa nay con làm 11 giống mai này cô chú anh chị mua về ghép được hết nha. Vậy rồi tiếp theo là cây cúc lá rí. Cây cúc lá rí, cúc lá rí thì bông to lá nhỏ nha, tại vì cái giống của nó lá nó nhỏ vậy đó. Dạ rồi, tiếp theo là cây cúc bi tiên sinh. Cúc bi tiên sinh thì bông chùm nha, xoay bông. Cúc bi tiên sinh. Dạ rồi, tiếp theo là cây bạch mai thái. Bạch mai này là bông màu trắng nha cô chú anh chị, 8-12 cánh, bạch mai thái. Mỗi cây thì đều có bộ đế đẹp hết luôn. Rồi cô chú anh chị mua cái combo này gồm có 11 giống nè. Con bán cái giá là 480.000 con bao phí vận chuyển nha cô chú anh chị luôn nha. Rồi cô chú anh chị có thích thì alo con, số điện thoại của con là 0982692597 nha. Dạ, con xin cảm ơn cô chú anh chị ạ.